đạt giải thiết kế xuất sắc nhất của Red Dot trao tặng. Ôi trời ơi, hàng châu Âu, thiết kế và sản xuất trực tiếp tại Italia, công suất 1.400W, quá khủng khiếp. Dạ vâng thưa quý vị, và trước mặt chúng ta đây chính là cặp loa đến từ thương hiệu RCEP có mã là ART712AMK4 quý vị nhé. Và trước khi đi vào khui hộp đúng không ạ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về vấn đề thùng cắt tông đúng không ạ, cái vỏ bên ngoài để chúng ta xem một số những thông số như nào. Thì gần như nó đã thể hiện hết chi tiết ở trên này rồi. Đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy được sử dụng công nghệ phẩy này đó, rồi thì cái độ nhạy tối đa, độ nhạy đạt mắc nó sẽ là 129 decibel quý vị nhé. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái thông số ở phía dưới, công suất của nó thì là từ 700W cho đến 1.400W, đây là công suất đạt đỉnh quý vị nhé. Rồi phía đằng sau chúng ta sẽ có cái gì đó. Quý vị có thể nhận thấy được nó hiển thị các thông số ở đây, ví dụ như SPL, độ nhạy tối đa là bao nhiêu này đó. Rồi thì cái tone for the voice, tức là cái khả năng test cái vocal của chúng ta đúng không ạ, cái test cái âm thanh giọng hát chúng ta đó, sử dụng cái mic để test cái giọng hát chúng ta. Rồi thì phía dưới là ultra deep bass sound đó, để tăng cường cái âm bass được sâu lắng hơn, nghe nó sẽ có cái sự phấn khích và đạo hơn rất nhiều. Rồi phía dưới chúng ta có thêm các cái thông tin. Và một cái chi tiết mà quý vị cần phải lưu ý đó chính là gì? Những cái sản phẩm chính hãng thì bao giờ cũng phải có đầy đủ mã vạch quý vị nhá. Có đầy đủ mã vạch để chúng ta có thể từ cái mã vạch này chúng ta cũng có thể check được ra nguồn gốc xuất xứ, xem nó có phải đúng hàng chính hãng hay không và sản xuất tại đâu. Và quý vị có thể nhận thấy không ạ? Made in Italy. Đó, một sản phẩm đến từ châu Âu quý vị nhá. Sản xuất và lắp ráp trực tiếp tại Italy luôn, và được nhập khẩu nguyên chiếc về đây. Rồi đó là một số những cái thông tin cơ bản về cái phần thùng cắt tông bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào khui hộp xem như nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có lẽ nói về vấn đề thiết kế đi. Thì đối với lại thiết kế của RCEP ART712AMK4 thì bật mí quý vị rằng chiếc loa chúng ta nằm trong series ART7 đã rất vinh dự khi giành được chiến thắng trong giải Red Dot, đúng không ạ? Giải Red Dot Design Award. Thì dành cho quý vị nào chưa biết đối với lại cái giải quốc tế này thì đây chính là giải thưởng về thiết kế quốc tế quý vị nhá, của Đức do Red Dot trao tặng. Thì cái giải thưởng này nó đã có cách đây từ những năm 1950 cơ thưa quý vị. Thì để chúng ta có thể chiến thắng được trong cái giải đó thì bản thân những cái sản phẩm nó cũng phải có thể minh chứng, cũng như là cho các chuyên gia đầu ngành có thể đánh giá, kiểm định và nhận xét chính xác về cái thiết kế, nó đạt được các tiêu chuẩn, các cái mong muốn của các chuyên gia thì mới có thể chiến thắng được. Và chiếc loa chúng ta đã thực sự có được điều này. Thì quý vị có thể nhận thấy được cái thiết kế của nó rất là đẹp đúng không ạ? Với cái thiết kế khỏe khoắn, hầm hố, các đường nét nó nhìn trông rất là gân guốc. Tuy nhiên nó vẫn có đảm bảo được cái sự mềm mại, thanh thoát từ những các cái điểm bo như này. Bo nhẹ đúng không ạ? Nhìn cho chúng ta có cảm giác nó không bị thô cứng quá. Đó là đầu tiên chúng ta nhận xét về thiết kế. Về kích thước của nó thì sao? Thì với kích thước chiều sâu của nó là 363 nhân với lại chiều rộng của nó là 387 và chiều cao của nó là 637mm quý vị nhé. Với kích thước như này thì cho ra mức trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm hơn 17 cân, chính xác thì khoảng độ 17,8kg gì đó, nó cũng tương đối là vừa phải, nó không quá nặng. Như vậy chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng để có thể mang vác vận chuyển hay để bất kỳ đâu. Quý vị có thể nhận thấy Nhật Trường đang để trên cái chân loa ba chạc như này, nó cũng rất là dễ dàng, vững vàng đúng không ạ? Đó là đầu tiên về vấn đề thiết kế đi. Còn vấn đề về cấu tạo của nó thì sao? Cấu tạo thì chiếc loa chúng ta được cấu tạo với một củ loa bass 12 inch ở dưới này quý vị nhé, tương đương với 30cm, với cuộn côn của nó là 2,5 quý vị nhé. Từ cái phần đây, đó cái phần mark như này cũng đã thể hiện rất chi tiết rồi.
Loa subwoofer nó là 12 inch này, 2,5 cuộn côn này, đó. Và quý vị có thể nhận thấy với củ loa bass này giúp chúng ta có thể cung cấp được cái phản hồi cực kỳ tuyến tính, cũng như là cái khả năng kiểm soát về tần số thấp nó rất là sâu và chắc quý vị nhá. Kết hợp với đó là một cái trình điều khiển nén, đó, trình điều khiển nén 1 inch với cuộn côn nó là 1,75 quý vị nhá. Thì với thiết kế mái vòm như này, đó, thiết kế mái vòm tùy chỉnh, đó, giúp chúng ta có được cái âm thanh của nó rất là trong trẻo và sáng. RCF ART712AMK4 sử dụng còi định hướng liên tục phân tán rộng với góc phủ âm 90x60 quý vị nhé, giúp chúng ta có thể phân bổ âm thanh đồng đều tới tai người nghe ở bất kỳ vị trí không gian nào mà chúng ta sử dụng. Rồi thì về mức công suất thì đối với lại ART712AMK4 cho ra mức công suất RMS là 700W và công suất đạt đỉnh sẽ là 1400 quý vị nhé. Chính vì vậy nó rất phù hợp với những không gian đa mục đích, ví dụ như từ hát karaoke gia đình cho đến một số những sân khấu vừa và nhỏ. Rồi thì những cái không gian khoảng tầm độ 30-40m², ví dụ như là quán cà phê đúng không ạ, rất nhiều thì chúng ta có thể sử dụng được đa mục đích. Đặc biệt cái chiếc loa của chúng ta nó là thuộc dòng loa Active quý vị nhé. Active tức là dòng loa đã có mạch công suất sẵn bên trong rồi. Thì bên trong này nó đã trang bị một bộ khuếch đại mạch Class D quý vị nhé, giúp chúng ta có thể có được cái hiệu năng trình diễn một cách vượt trội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay ra phía đằng sau để quý vị có thể nhận thấy được. Đó, cái chiếc loa chúng ta còn có cả tay nắm ở đây quý vị nhé, rất là dễ dàng để chúng ta có thể vận chuyển được. Từ tay nắm ở trên này, tay nắm ở phần hông này và tay nắm ở phía trên này đều được quý vị nhé, giúp chúng ta có thể xách được mọi hướng. Ở đằng sau này thì quý vị có thể nhận thấy được một số những cái chi tiết. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái cổng input cũng như là cổng link đạt tiêu chuẩn Palance quý vị nhé. Đó, dạng cổng Canon. Những cái cổng kết nối cho ra cái tín hiệu chắc chắn và nó không bị nhiễu. Rồi thì chúng ta sẽ có cái phần volume ở đây. Đó. Cũng như là cái cổng này là cái cổng mà nó sẽ hơi đa năng một chút. Khi mà chúng ta để gạt cái cần này lên trên thì chúng ta sẽ sử dụng dưới dạng line. Tức là chúng ta có thể cung cấp nguồn nhạc hoặc là các cái thiết bị khác vào qua cái cổng 6 ly này. Hoặc chúng ta gạt xuống phía dưới như này là chúng ta cũng có thể kết nối được với những cái mic quý vị nhá, những cái mic dạng 6 ly. Đó, còn ở đây là cái nút mà chúng ta dùng để chơi cái chế độ thôi. Ví dụ như ấn vào bên trong như này thì chúng ta đang để cái chế độ nó put, chúng ta gọi là tăng cường cái âm bass ạ. Rồi thì còn chúng ta mà bỏ ra như này thì chúng ta đang chơi chế độ flat, tức là chế độ phẳng. Còn đây là các đèn ký hiệu quý vị nhá. Đèn ký hiệu khi mà ví dụ chẳng hạn như limiter có nghĩa là quá tải hay gì đó, rất là nhiều ở đây, cũng như là mã vạch đầy đủ. Đó. Phía dưới này chúng ta sẽ có nút nguồn cũng như là cung cấp điện vào là chúng ta đã có thể chơi được rồi. Vì là loa Active cho nên là chúng ta sẽ rất là gọn gàng, không cần phải sử dụng với lại cục đẩy hoặc âm ly nữa. Và lát nữa thì khi Nhật Trường thử nhạc thì Nhật Trường cũng chỉ cần kết hợp với lại một chiếc mic không dây của thương hiệu JBL có mã là VM200 với lại một chiếc vang số cũng của thương hiệu JBL có mã là KX180A các vị nhé, để test chất lượng âm thanh nó như nào. Một chi tiết nữa mà chúng ta cần phải quan tâm nếu như chúng ta bỏ qua thì thực sự là một thiếu sót đúng không ạ? Khi mà chiếc loa RCF ART712AMK4 chúng ta được trang bị công nghệ Furface quý vị nhé. Công nghệ Furface này có nghĩa là gì? Để giúp chúng ta có được cái chất lượng âm thanh nó trong trẻo, mượt mà nhưng không bị biến dạng pha cũng như là tối ưu hóa được độ trễ quý vị nhé. Do đó mà người dùng có thể thưởng thức được chất lượng âm thanh nó có độ trong suốt đến đáng kinh ngạc luôn thưa quý vị. Chiếc loa RCF ART712AMK4 chúng ta còn được trang bị thiết bị đầu dò cao cấp quý vị nhé. Và điều này có được đó chính là đến từ việc sử dụng các vật liệu cao cấp ở bên trong, rồi thì sử dụng trên dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến hiện đại. Kết quả là gì? Kết quả chúng ta sẽ có được mối tương quan khi mà cho được chất lượng âm thanh tròn trịa đầy đủ nhưng vẫn có khả năng chịu được mức công suất cao ở trong thời gian sử dụng dài quý vị nhé. Về độ nhạy thì chiếc loa của chúng ta đạt mức độ nhạy là 129 dB quý vị nhé. Đó, quý vị có thể nhìn thấy trên này đây, 129 dB Max SPL. Rồi thì nó có giải tần số đáp tuyến từ 50Hz cho đến 20kHz. Với giải tần số đáp tuyến sâu rộng như vậy thì giúp chúng ta có được chất lượng âm thanh rất là tốt rồi đúng không ạ? Có cái được trường âm thanh nó khá lớn. Do đó cái âm bass của chúng ta, rồi là âm chung và âm chép, nó được thể hiện một cách rõ ràng, chi tiết và tách bạch ra. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm đến tần số đáp tuyến là như vậy. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đến với một phần rất quan trọng, đó chính là test chất lượng âm thanh nó như thế nào đúng không ạ? Đây là dòng loa Active, chính vì vậy là quý vị hoàn toàn có thể test thử được một chiếc như thế này cũng được quý vị nhé. Một chiếc loa như thế này cũng được. Nhưng mà Nhật Trường muốn cho được chất lượng âm thanh nó hay hơn, stereo, và để quý vị có thể nghe được cái tiếng nó thực sự nó hay, thì Nhật Trường sẽ phối ghép cả một cặp quý vị nhá.
Còn bây giờ thì nhà trường sẽ kết hợp với lại hai thiết bị mà lúc nãy nhà trường đã nói rồi đúng không ạ? Vang số JBL KX180A và mic JBL VM200. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng lẽ những tâm tư này.
vâng thưa quý vị, và vừa rồi thì Nhật Trường cùng quý vị đã đi đánh giá chi tiết cũng như là test thử chất lượng âm thanh của chiếc loa RCF ART712A MK4 ngày hôm nay rồi, đúng thưa quý vị. Vậy thì tựu chung lại chúng ta có gì? Chúng ta có một thiết kế đẹp đạt giải Red Dot, một trong giải thưởng cực kỳ uy tín trên khắp toàn cầu quý vị nhá. Và chất âm cực kỳ hay, âm bát uy lực sâu lắng, âm chép thanh cao đàm thám. Nhờ tích hợp rất nhiều công nghệ, trong đó điển hình đó là công nghệ Phurface. Vậy thì với tất cả những tính năng ưu việt cũng như là cái chất lượng âm thanh vừa rồi, quý vị có thể đoán được mức giá ngày hôm nay là bao nhiêu không ạ? Một chiếc loa RCF ART712A MK4 ngày hôm nay có mức giá trên dưới 20 triệu đồng. Cụ thể mức giá như thế nào, quý vị có thể liên hệ tới Bảo Châu Alex qua 3 cách sau quý vị nhé. Cách thứ nhất, quý vị có thể gọi điện qua số hotline đó là 1900 0255. Cách thứ hai, quý vị có thể truy cập vào đường link trang web là bảochoualex.com. Cách thứ ba, quý vị đừng ngần ngại gì, chúng ta cứ đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc của Bảo Châu Alex để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Quý vị lưu ý rằng chúng ta có cả số hotline liên quan đến kỹ thuật quý vị nhé, đó là 0868 500 255. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!